Combo máy ảnh tầm 20 triệu quay TikTok và chụp sản phẩm. Thì với combo mà tầm khoảng 20 triệu á thì mình ráng hơn một chút xíu nữa, mình có thể có được cái body Canon RP. Thì Canon RP thân máy rơi tầm khoảng từ 19 tới 20. Thì cái RP này mình quay chụp sản phẩm rồi rất là ngon. Máy là máy full frame luôn, cho nên là sau này mình sẽ ít phải đổi hơn. Thì mình đang xài full frame luôn rồi. Đó, thì cái thân máy tầm khoảng từ 19 cho đến 20. Còn mình chọn thêm một cái lens để mình chụp chân dung với mình quay TikTok luôn á thì mình có thể chọn tiêu cự 50. Thì giá của mình rơi tầm khoảng là từ 3 cho đến 3 triệu rưỡi. Thì nguyên một combo này luôn tầm khoảng 23 triệu là khá là phù hợp cho mình. Chụp sản phẩm, quay TikTok, chụp chân dung, đi chơi du lịch đồ rất là ok với Canon EOS RP và RF 50 STM. Đó, thì với nhu cầu của mình là cơ bản là phục vụ những nhu cầu trên á thì RP đã rất là tốt rồi. Nếu như á 50 1.8 mình cảm thấy nó chưa có đã, sau này mình có thể nâng cấp lên với con tiếp theo là Canon RF 85. Thì con RF 85 này được một cái lợi thế cho mình là cái khả năng cho mình lấy nét á cũng rất là nhanh, chính xác, lấy nét cận để mình chụp, có thể chụp sản phẩm khi mua hàng được luôn, hay mình quay beauty, hay mình đi chụp tin sóng phong độ cực kỳ ngon với cái RP này. Đó, kết hợp với cái lens 50 hoặc lens 85 là cực kỳ ngon cho mình. Sau này nâng cấp lại cứ đem về em thì mình lại nâng cấp lên tiếp. Đó. Ok, rồi tiếp theo.